Ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bá Linh đến từ Tokyo Camera. Trên bàn đây, các bạn có thể thấy là đây là siêu phẩm mà Mic 2 Enterprise duy nhất và hiện tại đồng nhất tại Việt Nam, hướng tới người dùng doanh nghiệp thực hiện những cái cuộc cứu hộ, cứu nạn hay là khảo sát địa hình các thứ. Đấy, thì ở đây bọn mình chỉ có một bộ combo Mavic 2 Enterprise đầy đủ với 3 phụ kiện ở đây là đèn hiệu này, đèn LED và loa. Thì hôm nay thì rất vinh dự mình sẽ được active sản phẩm này và sử dụng một vài cái tính năng của nó để giới thiệu cho tất cả mọi người. Rồi, ok. Thì trên chiếc Mavic 2 Enterprise này thì chúng ta sẽ không sử dụng cái app DJI Go 4 nữa, mà chúng ta sẽ dùng một app riêng hướng tới người dùng doanh nghiệp, đấy là DJI Pilot. Đây, tôi đã ở trên này thì tôi đã tải về rồi. Đây là giao diện của DJI Pilot. Sau đấy thì tôi sẽ bật cái tay điều khiển lên. Vẫn là âm thanh quen thuộc của DJI. Khá là hộp ạ. Ok, thì ở trên này giao diện đã nhận luôn là Mavic 2 Enterprise bản zoom và đã gắn trên đây là phụ kiện M2E speaker. Start thì như tất cả những cái dòng sản phẩm của DJI thì chúng ta đều phải active. Thì rất vinh dự cho tôi là hôm nay được active cái sản phẩm Mavic 2 Enterprise duy nhất và đầu tiên tại Việt Nam này. Vẫn là những bước cũ. Chờ một chút để chúng ta connect với lại server của DJI và active. Ok, vậy là sản phẩm của chúng ta active thành công. Chúng ta sẽ phải restart lại cái DJI Mavic 2 này. Ok, successful. Rồi thì bây giờ mình sẽ đến phần thử chiếc Mavic 2 này nhá. Về camera của nó thì như chúng ta đã biết là nó sẽ sử dụng cái bản body của Mavic 2 Zoom, vì vậy là hình ảnh không có gì khác biệt cả. Vẫn là một bảng thông báo về các cái tình trạng của thiết bị. Rồi. Ở đây chúng ta có một cái biểu tượng hình cái mic ở bên góc bên tay trái bên trên này. Giao diện thì cũng không có gì khác biệt cả. Cũng có độ cao, độ xa, tốc độ, vị trí. Hiện tại tôi đang ở trong nhà, vì vậy là sẽ không có GPS để mà chúng ta có thể biết là nó đang ở đâu. Vì vậy là sẽ not available ở đây. Ở đây chúng ta có thêm một cái biểu tượng nữa về hình máy bay, và xung quanh nó có những cái cột sóng. Thì tôi nghĩ đây là biểu tượng của DJI Sensei. Rồi, thì bấm vào cái biểu tượng mic này thì chúng ta sẽ có một cái thiết bị speaker. Chúng ta sẽ cho phép chỉnh volume. Ở đây chúng tôi để khoảng 30%. Rồi, nó sẽ có một phần là instant broadcast và play local audio. Có nghĩa là mình sẽ tùy chỉnh cái âm thanh được, và có những cái âm thanh sẵn nào thì nó sẽ có ở đây và chúng ta sẽ phát qua cái chiếc máy bay này. Thì trước hết là tôi sẽ thử cái tính năng này một chút nhá. Rồi, để 100% xem nó to đến mức nào nhá. Nào, trước hết là mình sẽ phải ghi âm lại cái tiếng để mình truyền lại vào cái chiếc Mavic 2 Enterprise này. Ok, set quyền nào. Alo. Tokyo Camera. Ok, sau đấy sẽ là bước update file âm thanh này vào chiếc Mavic 2 Enterprise. Xin quyền nào. Wow. Tokyo Camera. Wow. Thực sự là rất là to với chiếc loa 10W này. Chắc chắn là trong những cái nhiệm vụ giải cứu thì cái loa này sẽ hoạt động rất là tốt. Này. Ở đây. Speaker volume thì chúng ta sẽ có thể là add những cái tiếng có sẵn vào đây, và nó sẽ hiện một cái list ở đây, và chúng ta những lần sau thì mình không cần phải ghi âm lại nữa, và nó sẽ có những cái âm thanh sẵn rồi cho mình. Rồi, thì đây là tính năng trên chiếc loa M2E speaker này. Hiện bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi đến với những phụ kiện khác. Và trên đây là chiếc đèn LED
của DJI thì cái đèn này sẽ sử dụng để chiếu sáng trong ban đêm. Đó, thì chúng ta sẽ gắn vào chiếc Mavic 2 Enterprise này qua một cái nàm micro USB ở đây và có hai cái ốc để chúng ta có thể cố định lại. Cái bước này rất là đơn giản thôi. Đấy, chúng ta có thể chỉnh hướng được cái đèn này, nhưng mà chúng ta chỉ có thể chỉnh hướng được trước khi lúc nó bay lên thôi. Đấy, tôi sẽ tạm thời tôi để đây để cho nó không bị hướng vào camera đằng trước của tôi. Đó. Đó, bật lên ạ. Ok, và bây giờ thì trên app DJI Pilot của chúng ta đã có một chiếc M2E Spotlight, đèn Spotlight. Và chúng ta sẽ xem có biểu tượng gì nhá. Biểu tượng bây giờ thì nó sẽ có một cái biểu tượng Apart. Thường thấy là chế độ này sẽ tự động tránh vật cản bằng cách là bay tiến hoặc bay lùi. Đó, sẽ sử dụng những cảm biến này. Đây, còn đây là khi mà tôi tắt đi, đây sẽ bật lên và tắt đi được. Và đây, còn đây là cái nút mà chúng ta có thể bật cái đèn này lên. Đó, thì chúng tôi thử bật thử. Wow, rất là sáng luôn, cực kỳ sáng các bạn ạ. Đây, nếu các bạn có thể thấy thì tôi có đây hai bóng đèn led thôi nhưng mà cực kỳ là sáng này. Trong ban đêm thì có nghĩa có lẽ là chúng tôi sẽ cần một cái clip thử trong ban đêm cho các bạn xem nó sáng mức nào, vì bây giờ là đang trong thực hiện mà phòng bình thường thì chúng ta không thể cảm nhận được. Ok, đấy là chiếc M2E Spotlight. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến chiếc đây M2E Beacon. Nó là đèn hiệu để giúp chúng ta cảnh báo với những chiếc máy bay xung quanh, có thể nhận biết được là đang có một chiếc Mavic 2 Enterprise đang hoạt động trong cái bán kính gần đấy. Vẫn là những cái thao tác rất là cơ bản của chiếc Mavic 2 Enterprise này, không có gì phức tạp cả. Rồi, và trên máy bay, trên màn hình của DJI Pilot bây giờ nó cũng vẫn sẽ có cái biểu tượng của Apart và một cái biểu tượng của bóng đen. Có nghĩa là đèn này tôi sẽ bật lên thử nhá. Đấy, nó sẽ nháy như này, nó sẽ nháy rất là sáng như này. Tôi đầu tiên tôi chỉ nghĩ nó sẽ chỉ nháy như kiểu đèn của máy bay thôi, nhưng mà nó thương mại nó nhỏ hoặc nó màu mè các thứ thôi, nhưng mà dự khá là chói mắt đấy. Rồi, tôi xin phép tắt đi, hơi đau mắt một chút. Thì cái việc mà nháy như thế này nó sẽ giúp mà tất cả những thiết bị hay là bất kể một cái máy bay hay một phương tiện bay nào có thể nhìn thấy cái chiếc này và có thể tránh né ra. Kết hợp với lại cái design sensi nữa thì rất là tuyệt vời. Và đó là ba chiếc phụ kiện đi kèm với chiếc Mavic 2 Enterprise mà chúng tôi có ở đây. Thì để thử cái việc mà hoạt động của ba thiết bị này ở trong điều kiện bên ngoài thì chúng tôi sẽ có một clip tiếp theo. Ok, xin chào tất cả anh em. Thì cuối cùng cũng đã đến buổi tối để chúng ta có thể test cái tính năng ở trên con Mavic 2 Enterprise này. Thì hiện tại chúng tôi đang có mặt ở một cái sân khá là rộng và tôi đang lắp chiếc đèn led ở trên thân của Mavic 2 Enterprise. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cất cánh để xem là cái đèn của con Mavic 2 Enterprise nó sáng mức nào nhá. Nào, hiện tại nào, anh em cùng đếm nhá. Ok, 3, 2, 1. Rồi, thì đây trước hết là cái đèn tôi xin phép tôi lùi lại một chút. Đây là cái đèn landing của nó. Đây mới chỉ là cái đèn landing của nó thôi, anh em đã thấy sáng như này rồi. Thì tôi xin phép được bật cái đèn led của nó lên ạ. Đây, đèn led đây, cực kỳ sáng luôn. Ủa, dã man đấy à? Đây, anh em có thể nhìn thấy ạ. Ok, đây đèn landing của nó thì không khác cái đèn trợ sáng của xe máy cả. Bé ơi, các bé ơi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phụ kiện tiếp theo của con Mavic 2 Enterprise là cái loa. Tôi xin phép hạ cánh xuống.
À, được rồi, thì bây giờ chúng tôi đã lắp chiếc M2E speaker lên đây và hiện tại thì sẽ chuẩn bị cất cánh để anh em nghe thử tiếng của nó nhé. Trong cái phần lúc nãy thì chúng ta đã thấy là cái tiếng của cái này trong phòng rất là to rồi. Thử xem là bây giờ chúng ta lên trên bầu trời thì tiếng nó sẽ to như nào nhé. Ok, thì đây là chiếc M2E Enterprise đang ở trên đầu tôi. Tôi sẽ ghi âm một đoạn nhỏ. Alo alo, 1 2 3 4, alo alo. Ok, đoạn này khoảng 3 giây. Rồi, bây giờ nó sẽ phát ở trên chiếc M2E Enterprise này. Chúng tôi đang upload nó lên cái M2E Enterprise. Alo alo, 1 2 3 4, alo alo. Ok, đoạn này khoảng tiếng rất là to. Trong cái môi trường ồn như này mà chúng ta cũng vẫn nghe tiếng to như vậy rồi. Ok, rồi xin phép hạ thấp xuống là tiếng chút. Đấy là cái loa của con M2E Enterprise này. Tiếp tục sẽ là đến phần của chiếc đèn tín hiệu M2E. Rồi, bây giờ và tiếp tục sẽ là phần trình diễn của chiếc M2E Beacon, một chiếc đèn tín hiệu sẽ giúp mà máy bay phát xung quanh phát hiện được chiếc Mavic 2 Enterprise đang hoạt động ở trong cái vùng đấy. Rồi, xin phép cất cánh. Rồi, em lên cao một chút nhá, lùi lại. Lên cao và lùi lại một chút. Đây. Thì bây giờ tôi sẽ kích hoạt cái đèn tín hiệu lên này. Đấy, anh em sẽ thấy nó nháy như này. Đó, nó sẽ nháy như này để những cái vòng xung quanh người ta biết là chiếc Mavic 2 Enterprise đang hoạt động. Đấy, sẽ nháy một giây một lần. Anh em thấy không ạ? Đấy, khá là chói ấy. Rồi, và đó là ba tính năng của chiếc Mavic 2 Enterprise mà chúng tôi có ở đây. Bất kỳ câu hỏi nào thì anh em có thể đặt câu hỏi bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp. Rồi, xin chào tất cả các anh em.